Hello, yêu thích ẩm thực, mến chào các bạn. Chúc các bạn luôn vui khỏe và an lành. Hôm nay trong video lần này, Thúy muốn chia sẻ cho các bạn cái cách làm mứt tắc để nhâm nhi trong ngày Tết ha. Bây giờ xin mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món mứt tắc cùng với Thúy nè. Rổ tắc này khoảng 1,2 kg Thúy vừa hái ở trong vườn nè. Để làm mứt tắc thì mình nên chọn những cái loại quả mà chín vàng, thì sau khi làm mứt, cái màu mứt của mình trông nó đẹp hơn. Nhưng mà cây tắc nhà Thúy nó không có chín vàng hết, nó chỉ hơi vàng như thế này thôi. Nhưng mà cũng tạm được, bây giờ Thúy sẽ đem đi rửa ha. Tắc này ở trong vườn mình trồng nên mình cũng không có lo là nó bị phun thuốc, nhưng mình cũng rửa sơ qua để cho nó sạch bụi bẩn ở trên tắc. Lần trước mình cũng có làm một cái video làm nước rửa chén từ trái tắc. Có nhiều bạn comment hỏi mình là trái tắc là cái gì. Trái tắc này á thì nó cùng họ với chanh cam quýt đó các bạn, mà trong miền Nam của mình gọi là trái tắc. Có nhiều vùng á gọi là trái hạnh, hoặc là trái miền Bắc thì gọi là trái quýt. Do mình là người miền Nam nên mình sử dụng từ địa phương á, xin các bạn thông cảm nha. Trái tắc sau khi rửa xong rồi thì mình sẽ dùng dao nè, mình khứa thành 4 cánh, 5 cánh hoặc là 6 cánh tùy các bạn ha. Ở đây Thúy sẽ khứa thành 5 cánh để mình lấy bớt nước và lấy cái hạt ở trong tắc ra. Sau khi trái tắc được khứa 5 cánh rồi thì mình sẽ dùng tay mình bóp nhẹ để cho loại bỏ hột với lại phần nước ở trong trái tắc. Rồi, 5 cánh hoa nhìn đẹp không các bạn? Rồi mình cứ tiếp tục làm như vậy cho đến hết cái phần tắc ở trong rổ. Rồi, bước sơ chế đã hoàn thành rồi. Bây giờ thì mình sẽ đem đi luộc. Còn cái nước tắc này nè, mình có thể cho vào chai và mình sẽ pha nước uống, không có bỏ ha các bạn ha. Mình sẽ cho một nồi nước lên bếp và mình đun sôi. Khi nào mà nước sôi á, thì mình sẽ cho trái tắc vào. Rồi mình sẽ luộc tắc nè trong khoảng 10 phút ở lửa vừa. Mình sẽ luộc đủ 10 phút để cho trái tắc được chín hoàn toàn thì mình làm mứt nó sẽ ngon hơn. Thúy đã luộc đủ 10 phút rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp. Tắc khi mình luộc ở trong nước á, nó hút nước lại nhiều lắm, nên mình sẽ dùng cái muỗng á với lại một cái vá có lỗ nè, mình ép bớt nước ra. Một ký hai tắc của Thúy nè, sau khi mà nấu xong rồi ép còn lại nhiêu đây. Bây giờ thì Thúy sẽ ướp đường. Cái bịch đường này là 1 ký, Thúy sẽ dùng nửa ký để cho vào tắc để mình ướp ha. Ở đây Thúy sử dụng là đường cát vàng để ướp tắc. Các bạn có thể dùng đường cát trắng đều được ha các bạn. Rồi mình sẽ dùng đũa để mình trộn đều lên. Để tránh cho kiến nó bu vào thì Thúy sẽ cho nước vào một cái thau và đặt cái tô tắc ướp đường.
đường vào đây. Sau đó Thúy sẽ dùng một cái thau khác và đậy lại. Thúy sẽ ướp trong vòng 24 tiếng. Sau 24 tiếng đồng hồ ướp đường thì đường cũng đã tan chảy. Bây giờ thì mình sẽ đi xên mứt thôi. Mình sẽ cho tắt ướp đường này vào chảo, sau đó bật lửa lớn. Lúc đầu thì mình sẽ mở lửa lớn để cho tắt nó được sôi lên. Sau khi mà nó sôi lên rồi thì mình sẽ vặn lại lửa vừa và bắt đầu mình xên trên lửa vừa ha các bạn. Mứt tắc này thì cũng rất là dễ xên. Mình không có cần phải xên cho quá khô, mà mình xên đến khi nào mà mình thấy mứt tắc nó sền sệt á, thì như vậy là đạt rồi. Thì mình sẽ tắt bếp. Xên được một lúc thì mứt tắc cũng đã sệt lại rồi. Thì sẽ tắt bếp và mình đem đi phơi. Mứt tắc sau khi xên xong thì mình sẽ xếp ra dĩa và mình đem phơi. Mình có thể phơi ở ngoài nắng hoặc là phơi bằng quạt cũng được. Do Thúy không có thời gian nên Thúy sẽ phơi bằng quạt. Mứt tắc sau khi phơi xong á, nhìn cái màu của nó trong trong, nhìn đẹp không các bạn? Thúy cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của Thúy nha. Nếu như mà thích video của Thúy thì hãy đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi những video mới hơn của mình nha. Còn bây giờ Thúy xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.